gương mặt thân quen của nghệ sĩ Hoàng Tùng đến từ nhà hát cải lương Việt Nam xin gửi đến các quý thầy và các quý Phật tử với giọng hát của anh. Xin mời nghệ sĩ Hoàng Tùng. Vâng, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Tú Đạt. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng bà con cô bác, các anh chị, các bạn. Và Hoàng Tùng cũng được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nam Định này. Và như một nhân duyên ngày hôm nay, Hoàng Tùng có mặt tại ngôi đền Hùng Bảo Điện ngày hôm nay để chung vui với quý thầy cùng quý Phật tử nhân mùa Phật đản. Chúc quý thầy và quý vị một mùa Phật đản an lành. Đón xuân sang, còn xin
đất cất nhà, chúng lặng gần xa, chúng cho muôn nhà người người đó. Dạ, con xin được tri ân công đức quý thầy. Vậy một lần nữa xin toàn thể quý Phật tử chúng ta nồm trang tay thật lớn được không ạ? Vâng, với một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hàn Châu, bài hát được mang tên Lạy Phật Quan Âm, với sự biểu diễn của Hoàng Tùng và nhóm múa đến từ quê hương chúng ta đấy ạ. Lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát nhiều biên công, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp con người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Cứu người qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước tam đồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, dưới ngắm trần gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bên mê ơi, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xanh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn từ con nhà người. Quý vị Phật tử thấy vui không ạ? Vâng, xin được thay mặt nhóm múa Hoàng Tùng xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dưới ánh sáng của Quan Thế Âm Bồ Tát, người soi lối chỉ đường cho muôn vàn chúng sinh, tốt đạo đẹp đời giữ trọn một niềm tin, lòng hướng Phật với cả lòng thành kính. Dưới tòa sen vàng, con cúi đầu lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát nhiều biết không, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp con người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, dưới ấm trần gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm
chiều con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi, quan tâm cứu khổ, quan tâm cứu nạn đời con nạn người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi, quan tâm cứu khổ, quan tâm cứu nạn đời con nạn người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi, quan tâm cứu quan âm cứu nạn đời con dạn người. Ngay bây giờ Hoàng Tùng giới thiệu cùng quý vị phần biểu diễn của nữ nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam với một bài ca cổ hết sức đặc biệt, như một lời tri ân đối với quý thầy nhân mùa lễ Phật Đản. Và chúng ta sẽ cùng nghe lại những ca từ hết sức đặc biệt để chúng ta cảm niệm được rằng con người sống thế nào, thực hiện ra sao để chúng ta cùng hướng theo đạo Phật. Đó là bài hát được mang tên Sống. Và điều đặc biệt nữa, nghệ sĩ Thúy Đạt cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Liên Hoa đến từ thủ đô Hà Nội. Giới thiệu cùng quý vị. Cảm ơn nghệ sĩ Hồng Tư. Cười với thử thách trong gai.
Baby.